Trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động, tình hình cung ứng tại thị trường trong nước có dấu hiệu bất ổn. Tại trụ sở Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu tại các địa phương và doanh nghiệp cung ứng xăng dầu để bàn giải pháp đảm bảo nguồn cung bình ổn thị trường trong nước. Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã có kế hoạch sẽ chạy đủ 100% công suất từ ngày 13 tháng 3 năm 2022. Hiện các thương nhân đầu mối cũng đã có kế hoạch nhập khẩu xăng dầu để bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ sản xuất trong nước. Hiện Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đã có kế hoạch nhập khẩu thêm, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng đã ký kết các hợp đồng nhập khẩu để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường theo đúng kế hoạch đã đăng ký. Tại cuộc họp, các tỉnh cũng đã báo cáo tình trạng thực tế tại địa phương mình. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 548 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hiện nay thì báo cáo chỉ có hai cái cửa hàng là tạm ngưng hoạt động là do là đang sửa chữa với các lý do khác, cái không liên quan đến cái chuyện mà do đóng cửa do cái tình hình khan hiếm xăng dầu. Đến thời điểm hôm nay thì nó có phát sinh thêm một trường hợp là có một đơn vị như là một cây xăng ở quận Bình Tân thì hiện nay là đã mở cửa bán nhưng mà nó có thiếu một xăng. Dầu thì và các mặt hàng khác thì vẫn đang bán được, cũng chỉ có xăng thì chưa nhận được tiền. Tụi em có chuyên nguồn thì thấy đơn vị này lấy nguồn hàng từ công ty cổ phần Tích Đốt ở Đồng Nai, chỉ có duy nhất một cái trường hợp này. Và đối với thành phố thì hiện nay là có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 57 thương nhân phân phối và một thương nhân là tổng đại lý, 18 đại lý bán lẻ. Và hệ thống kho dự trữ xăng dầu trên địa bàn thành phố hiện nay với công suất là khoảng 1.2 lần 1.3 hết khối, chưa tính các lượng xăng của cái hệ thống xăng dầu của quân đội. Vì vậy là cái trữ lượng và cái số lượng thì nếu mà so với nghị định 83 thì đều đạt và nó còn dư trữ lượng đến cái theo như ước lượng của các cái đơn vị thì các cái trữ lượng của thành phố thì có thể cầm trữ lượng từ 40-60 ngày. Từ ngày 7 tháng 2 thì hôm nay hầu hết các cửa hàng trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số cửa hàng vẫn không có xăng, thì có nhiều cửa hàng xăng dầu tiếp tục xin dừng bán hàng hoặc giảm bớt thời gian bán. Qua đây thì tỉnh phân tích nắm rõ về lý do là họ thấy rằng có cái ba cái vấn đề mà dẫn đến vấn đề. Một là cái chiết khấu là bán trên đầu đức là trước đây là 1.000 cửa hàng lưỡi đập trên đức, hiện nay có những cái đại lý đầu mối thì họ cũng không có chiết khấu. Cái thứ hai nữa là vấn đề là liên quan tới cái chi phí vận chuyển. Cái thứ ba nữa là cái việc cung cấp của chặt. Ba yếu tố này là từ góc độ địa phương thì chúng tôi nắm là cái nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cái vấn đề xăng dầu của một bộ thời gian qua. Thời gian qua thì báo cáo chỉ một lượng thì có tiếp tục bộ, tuy nhiên là không lớn. Trên địa bàn mình cũng nhiều đại lý. Thay vì trước đây chúng ta đi khoảng cây số đổ xăng, giờ đi khoảng 2 cây, qua cây 3-4 cây số, chẳng là biết khác. Thì báo cáo chỉ bộ trưởng như thế. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cho biết, trên cơ sở sản xuất kinh doanh của từng nhà máy, PVN kịp thời báo cáo Bộ Công Thương và thông tin đến các đối tác, đầu mối lớn như Petrolimex, Sài Gòn Petro để điều phối nguồn cung. Trong đó, PVN chỉ đạo nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì hoạt động vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đồng thời và dự kiến nâng công suất tối đa lên 108%. Với nhà máy Bình Sơn, tập đoàn cũng chỉ đạo tăng 105% là thấp nhất, tương ứng với sản lượng trên 30.000 mét khối một tháng. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định nguồn cung trong nước đến nay vẫn đảm bảo. Trong nước, hiện có 3 nhà máy là Nghi Sơn, Dung Quất, Bình Sơn đang đáp ứng 75% nhu cầu thị trường, còn 25% là nhập khẩu. Các doanh nghiệp cần có thời gian để nhập khẩu nên thị trường cũng có chút trục trặc. Do vậy, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Riêng với PVN, Thứ trưởng chỉ đạo cần có thông báo sớm, cụ thể, chi tiết về tình hình cung ứng để các doanh nghiệp xăng dầu chủ động có kế hoạch nhập khẩu. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh xăng dầu là mặt hàng chiến lược, vì thế phải đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống, kiên quyết thu hồi giấy phép những đơn vị, đầu mối, những cây xăng sai phạm. Các địa phương yêu cầu các cây xăng thông báo hết hàng phải công khai đơn vị cung cấp để có biện pháp xử lý triệt để, đình chỉ công tác các cán bộ quản lý thị trường có hành vi bao che, sai phạm. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đưa ra các yêu cầu,
đó là trước hết các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Công Thương địa phương, Tổng cục Quản lý thị trường, vụ thị trường trong nước, các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, bán lẻ xăng dầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp chiều ngày 8 tháng 2 và tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết chấp hành nghiêm chính sách điều hành, niêm yết bán đúng giá, công khai nguồn cung. Chúng tôi đề nghị các bộ ngành, cơ quan hữu quan một số cái việc. Trước hết là đối với Bộ Tài chính ấy, thì chúng tôi đề nghị là khẩn trương nghiên cứu và xem xét để mà công bố cái mức chi phí kinh doanh định mức và lợi nhuận định mức cho các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thứ hai là đề nghị Bộ Tài chính là sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong cái việc tham mưu cho Chính phủ điều hành cái giá bán lẻ xăng dầu. Tinh thần là tuân thủ 10 ngày một lần. Nhưng mà trong cái tình huống mà biến động giá lớn của thị trường thế giới thì chúng ta sẽ điều hành dày hơn. Còn về lâu dài thì chúng ta kiến nghị với Chính phủ là xem xét là nâng cái mức dự trữ xăng dầu bằng hiện vật. Đấy. Và ta học tập kinh nghiệm của Singapore, một số nước quanh đây, họ dự trữ xăng dầu, dự trữ những mặt hàng chiến lược là bằng hiện vật, hay cả Trung Quốc cũng vậy thôi, là bằng hiện vật. Bằng cơ chế thị trường có thể là thuê lại các kho của tư nhân, nhưng mà cái dự trữ thay vì bằng tiền thì chúng ta dự trữ bằng cái mặt hàng chiến lược để bảo đảm trong mọi tình huống là chúng ta không có đứt gãy nguồn cung. Thì đây là một vấn đề lâu dài chúng ta sẽ đề xuất như vậy. Với Ủy ban vốn nhà nước thì chúng tôi đề nghị là Ủy ban vốn chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành đàm phán với các cái bên liên quan trong cái liên danh của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để có cái hoạt động ổn định hơn trong thời gian tới, và phải bảo đảm cam kết nguồn cung cho các cái doanh nghiệp bán lẻ và các thương nhân phân phối như đã cam kết. Trường hợp mà không bảo đảm được thì anh cũng phải chủ động thông báo và phải chịu trách nhiệm về mặt vật chất, chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật để không làm thiệt hại cho những cái doanh nghiệp mà có quan hệ thường xuyên, những doanh nghiệp bán lẻ các sản phẩm của nhà máy này. Và đồng thời cũng không gây ra cái xáo trộn của thị trường xăng dầu.